Hà Nội phát hiện hàng loạt vụ uy hiếp an toàn bay tại khu vực sân bay nội bài. Bắt khẩn cấp người đàn ông lái xe bán tải đi ăn trộm châu. 22 thanh niên ngông cuồng mang hung khí lạng lách trên quốc lộ khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Hà Nội yêu cầu siết chặt việc quản lý điện thoại của học sinh trong trường học. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 10, đơn vị quản lý sân bay nội bài cho biết, 9 tháng đầu năm nay ở đây đã ghi nhận 48 vụ việc uy hiếp an toàn bay gồm 8 vụ chiếu tia laser vào máy bay, 4 vụ động vật lọt vào khu bay, 4 vụ đốt dơm dạ, 12 vụ thải diều vào bóng bay, 4 vụ vật thể bay xuất hiện ở khu vực bay. Dù tổng số vụ việc đã giảm 53% so với năm ngoái, nhưng sân bay nội bài cho rằng cần tiếp tục tuyên truyền để người dân chấm dứt các hành động nguy hiểm, uy hiếp an toàn bay. Ông Nguyễn Phi Hùng, chuyên viên an toàn, tuyên truyền viên của sân bay nội bài cho biết, hành vi đốt dâm dạ chiếu đèn laser ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công. Chỉ một sơ suất nhỏ trong lúc mất tập trung của phi công có thể buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, quay đầu thậm chí gây tai nạn, đe dọa tính mạng hàng trăm người. Các hành vi có khả năng gây va chạm trên không như thả diều, thả đèn trời xây dựng công trình trái phép gần sân bay hay các hoạt động thu hút chim, những hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ làm va chạm với tàu bay đang bay. Ngoài ra, các hành vi có khả năng gây va chạm dưới đất như sử dụng thiết bị bay tự động như vật thể bay không người lái UAV Drone, Flycam chăn thả và để lò gia súc vào khu bay. Các vật thể bay không người lái ra súc chạy lọt vào khu bay có khả năng va chạm với tàu bay khi cất, hạ cánh hoặc đang vận hành trên đường lan sân đỗ. Đặc biệt, các hành vi có khả năng gây hư hỏng trang thiết bị cảng như đốt rác gần các công trình, thiết bị của sân bay, lấy trộm trang thiết bị sân bay có thể làm hư hỏng hệ thống trang thiết bị, ảnh hưởng đến quá trình tàu bay khai thác tại cảng. Vì vậy, pháp luật hiện hành đang quy định phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng đèn laser trong cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay ảnh hưởng đến việc máy bay cất cánh, hạ cánh, di chuyển tại cảng hàng không, sân bay. Cùng với chế tài để giảm hành vi trên, từ năm 2022 đến nay, sân bay nội bài thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không đến các hộ dân tại các xã giáp danh sân bay. Theo các chuyên gia, về lý thuyết các máy bay lớn vẫn có thể tiếp tục bay sau khi va chạm với chim nặng túi đa 2kg. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, khi chim va phải máy bay, chúng có thể bị hút vào động cơ và làm gãy cánh quạt. Sau khi cánh quạt gãy bị hút sâu vào bên trong động cơ và làm hỏng các bộ phận khác, tranh lệch tốc độ giữa máy bay và chim càng lớn thì tác động của vụ va chạm đối với máy bay càng đáng sợ. Một đàn chim sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu chúng đâm vào máy bay nhiều lần. Do đó, hiện các cảng hàng không phải duy trì các biện pháp đuổi chim theo hướng dẫn tại sổ tay kiểm soát chim và động vật hoang dã, ngăn ngừa chim xuất hiện trong phạm vi cảng thông qua các biện pháp triệt tiêu nguồn thức ăn của chim, nạo vét và cắt cỏ khu bay, khơi thông mương thoát nước để hạn chế sự cư trú và phát triển của chim. Ngày 11 tháng 10, công an huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Hòa, 44 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ngày 7 tháng 10, Công an huyện Gò Dầu nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Hát, 63 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, về việc ông bị mất một con trâu ở bãi đất trống cách nhà khoảng 300 mét. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Gò Dầu xác định thủ phạm chính là Nguyễn Thanh Hòa nên tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Hòa quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi trộm trâu ông Hát. Tuy nhiên, sau hơn một ngày đấu tranh cuối cùng, Hòa cũng phải nhận tội. Hòa khai do cần tiền trả nợ nên tìm trâu của người dân không có người trông coi để bắt trộm. Khoảng ngày 4 tháng 10, Hòa điều khiển xe bán tải đến nhà ông Hát rồi giả vờ mua trâu. Sau khi xem hai con trâu, ông Hát ra giá bán là 45 triệu đồng, nhưng Hòa chỉ trả 35 triệu đồng. Thấy ông Hát không bán nên Hòa bỏ đi. Ngày 6 tháng 10, Hòa tiếp tục điều khiển ô tô tải đến khu vực bãi đất trống, tìm bắt trộm trâu ông Hát nhưng thấy đông người nên bỏ về. Sáng ngày 7 tháng 10, Hoa lấy ô tô bán tải của người tình quay trở lại bãi đất trống mà ông Hát thường hay cột bốn con trâu ăn cỏ ở đây. Quan sát không thấy người trông coi, Hoa đến nhổ cọc tháo dây cột trâu rồi dẫn trộm một con trâu đưa lên xe trở đi đến lò mổ ở khu vực thị xã Tràng Bàng để một thịt bán được hơn 22 triệu đồng. Hoa còn khai trộm thành công ba con trâu khác của người dân ở ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, trở qua tỉnh Bình Dương bán được 29 triệu đồng. Trước đó, công an thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa cũng bắt giữ Trần Đình Đông, sinh năm 1990, ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống về hành vi dùng xe tải trộm 5 con trâu thả rông. Cụ thể ngày 28 tháng 6, công an thị xã Nghi Sơn tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình anh NVQ và gia đình anh NVH đều ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn về việc bị kẻ gian trộm cắp 5 con trâu được chăn thả tại khu vực núi Liên Sơn, phường Hải Thượng, gây thiệt hại hơn 117 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với công an phường Hải Thượng điều tra vụ việc. Kết quả điều tra xác minh của công an thị xã Nghi Sơn cho thấy, đối tượng gây ra vụ trộm cắp năm con trâu của gia đình anh NVQ và anh NVH là Trần Đình Đông, sinh năm 1990 ở thị trấn nông Cống, huyện nông Cống. Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Đình Đông khai nhận khoảng 1 giờ sáng ngày 27 tháng 6 năm 2024, Đông điều khiển xe ô tô tải đi từ huyện nông Cống sang thị xã Nghi Sơn. Khi đến khu vực núi Liên Sơn, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, thấy có nhiều trâu thả rông mà không có người trông coi nên Đông đã nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sau khi dừng xe bên đường, Đông đã dắt 5 con trâu lên thùng xe ô tô tải, rồi trở về thị trấn Nông Cống cất giấu chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Đến ngày 1 tháng 7, Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Công an huyện Nông Cống thu hồi 5 con trâu mà đối tượng trộm cắp trả lại cho bị hại. Ngày 11 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 22 đối tượng có hành vi mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, chở nhau lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng trên quốc lộ 26. Trong nhóm này có 3 đối tượng là Mai Đăng Nguyên sinh năm 2007, Mai Tiến Đạt sinh năm 2005 và Nguyễn Quốc Thiện sinh năm 2006 cùng chú xã Hòa Tiến, huyện Krông Park. Theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, ba đối tượng trên đến xã Ea Phê huyện Krong Park chơi thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên. Sau đó Đạt kể lại sự việc cho Hồ Thanh Minh Chiết, sinh năm 2007, chú thị trấn Phước An huyện Krong Park. Chiết bàn với Đạt và đã rủ thêm 31 người cùng đi giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, các đối tượng mang theo dao, cuốc, đá, ná cao su. Trên đường đến xã Ea Phê có ba đối tượng lo sợ nên bỏ về trước. Các đối tượng còn lại vẫn đến điểm hẹn nhưng nhóm thanh niên tại xã Ea không xuất hiện. Do đó, các đối tượng đã điều khiển xe lạng lách đánh võng dùng dao và cây gỗ cạ xuống đường, rồi la hét rồi chụp ảnh, quay phim đăng lên mạng xã hội Facebook. Hành động của nhóm đối tượng trên khiến nhiều người đi đường hoảng hốt sợ hãi. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Krông Park đã nhanh chóng vào cuộc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi giao nộp các hung khí phương tiện. Nhóm gây dối có hai đối tượng là Phạm Ngọc Vĩ sinh năm 2007 và Nguyễn Văn Trưởng sinh năm 2007 đều có một tiền án về tội hủy hoại tài sản. Tính đến thời điểm xảy ra vụ án, trong nhóm gây dối có 9 đối tượng dưới 16 tuổi, 11 đối tượng từ 16 đến 18 tuổi và 11 đối tượng trên 18 tuổi. Tất cả các đối tượng này đều đã nghỉ học. Chiều ngày 11 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản về việc quản lý sử dụng điện thoại trong nhà trường trong đó yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo các trường học siết chặt hơn nữa tình hình sử dụng điện thoại của học sinh theo sở giáo dục và đào tạo hà nội qua theo dõi thực tế và dư luận xã hội về việc sử dụng điện thoại di động các thiết bị thu phát sóng trong nhà trường còn nhiều vấn đề bất cập tồn tại hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn để chấn chỉnh và khắc phục tình trạng này sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã Hiệu trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc sở, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên phổ biến quán triệt, thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy định về việc sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng trong nhà trường. Tùy vào điều kiện thực tế, ban giám hiệu và các giáo viên nhà trường quản lý điện thoại và các thiết bị thu phát sóng của học sinh trước khi vào tiết học đầu tiên, quản lý theo từng lớp học và gửi lại điện thoại, thiết bị thu phát sóng cho học sinh sau giờ tan trường, tan lớp. Văn bản nêu trong các tiết học cần đến việc sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng và được giáo viên cho phép thì học sinh được phép mang điện thoại di động và thiết bị thu phát sóng vào lớp học để sử dụng. Hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nếu để tình trạng vi phạm xảy ra. Đối với học sinh Cần thực hiện nghiêm túc quy định học sinh không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp, không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đây là một trong những nội dung cần được thực hiện nghiêm túc để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng mong muốn các bậc phụ huynh đồng hành cùng nhà trường, các thầy giáo, cô giáo trong công tác chăm lo, động viên, nhắc nhở quản lý học sinh sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng đúng mục đích quy định tại nhà trường, lớp học, mục tiêu nhằm đảm bảo việc học sinh tập trung cho việc học, tránh những trường hợp sử dụng thiết bị khi không được phép. Việc cấm học sinh sử dụng điện thoại hay không từng gây tranh cãi trong xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành thông tư số 32 năm 2020 về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có quy định Học sinh không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép. Trong công văn hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục về việc sử dụng điện thoại trong nhà trường cụ thể như không bắt buộc học sinh phải trang bị điện thoại di động để phục vụ học tập, việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học để hỗ trợ hoạt động học do giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học quyết định được giáo viên hướng dẫn cụ thể trong các hoạt động đã được thiết kế trong kế hoạch bài dạy sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại để sử dụng và bảo đảm yêu cầu phù hợp với nội dung học tập. Giáo viên thông báo cụ thể yêu cầu học sinh chỉ được sử dụng điện thoại như là một thiết bị hỗ trợ hoạt động học tập và những điều học sinh không được làm khi sử dụng điện thoại trên lớp trong giờ học. Theo thông tin mới nhất, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà thuốc bên trong bệnh viện Đa khoa Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Người dân cho biết, vào khoảng gần 22 giờ tối ngày 10 tháng 10, ngọn lửa bùng lên tại dãy nhà thuốc nằm sát đường Trường Lâm. Đám cháy lan nhanh, bao trùm khu nhà với nhiều kỳ ốt Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã tới hiện trường để cứu hộ, dập lửa. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đức Giang thông tin, khu vực xảy ra cháy là nơi chứa vật tư y tế, thuốc và nhà ăn của bệnh viện. Đến 21h45, ngọn lửa đã được khống chế. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn túc trực ở hiện trường để dập tàn, tránh cháy lại bước đầu không ghi nhận thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê, đại diện ủy ban nhân dân phường Đức Giang cho biết, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra. Chiều mùng 10 tháng 10, thông tin từ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về vết nứt sạt lở xảy ra tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang. Quyết định này nêu rõ, từ chiều tối 17 tháng 9 đến trưa 19 tháng 9, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Trung Trung Bộ, có áp thấp nhiệt đới sau thành bão số 4, nên các địa phương tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một đợt mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Do ảnh hưởng của đợt mưa này, tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang đã xảy ra vết nứt và sụt lún đất. Vết nứt theo hình vòng cung trên đỉnh đồi so với mặt cắt khu dân cư khoảng 60 mét. Chiều dài vết nứt qua đo và quan sát được khoảng 125 mét, độ sụt lún của mảng trượt thấp hơn so với mặt bằng tự nhiên bình quân khoảng 1,5 mét, độ hở vết nứt khoảng 1 mét và biến dạng tại một số điểm dọc theo vết nứt quan sát được khoảng 1,5 mét. Với thực trạng vết nứt và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực này, nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân thôn 56B, xã Đắc Pre. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang tiếp tục triển khai thực hiện biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó nhằm ngăn chặn hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại huy động lực lượng phương tiện các nguồn lực nhanh chóng sơ tán di rời dân ra khỏi nơi nguy hiểm bố trí đảm bảo hậu cần cho dân tại nơi sơ tán cắm biển cảnh báo khoanh vùng nguy hiểm bố trí lực lượng canh gác hướng dẫn người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn trên tuyến cấp phát miễn phí lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho người dân chỉ đạo các phòng ban tổ chức khảo sát đánh giá chọn vị trí phương án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, lập hồ sơ thủ tục đầu tư, trước mắt xây dựng phương án bố trí đất tái định cư cho 11 hộ dân bị ảnh hưởng. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn hỗ trợ tháo rỡ di rời tài sản của các hộ dân thôn 56B ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến vị trí an toàn và thực hiện lắp dựng lại sau khi xây dựng hoàn thành khu tái định cư. Theo nhiều giáo viên quản lý trường học cho rằng, đề xuất miễn học phí cho con nhà giáo vừa qua của Bộ Giáo dục và Đào tạo là chưa hợp lý, tạo ra sự không công bằng trong xã hội. Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo Vũ Minh Đức cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến và ra soát lại các nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn. Hiệu trưởng một trường trung học cơ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội nói rằng cần phải xem lại mục đích của việc miễn học phí cho các đối tượng từ trước đến nay là gì ngoài chính sách chung như miễn học phí cho học sinh tiểu học thì miễn học phí cho các đối tượng riêng biệt thường là con người nghèo gia đình chính sách học sinh vùng khó khăn hiện nay giáo viên có mức lương chưa cao nhưng không phải đối tượng nghèo và cũng không nên là đối tượng cần miễn giảm học phí từ trước đến nay con của nhà giáo không khó khăn đến mức phải nghỉ học do đó chúng tôi xin phép được từ chối nhận đặc quyền đó để nhường cơ hội cho các đối tượng học sinh khó khăn hơn nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho các em Hiệu trưởng một trường trung học cơ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội đặc biệt dạy học là nghề cần đề cao tính công bằng mới giáo dục được học sinh. Nếu áp dụng chính sách này, những ngành nghề khác nhìn vào sẽ đặt câu hỏi con của họ thì sao? Do đó chúng tôi không muốn nhận đặt cách đó. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cũng bày tỏ quan điểm thu nhập của nhà giáo hiện nay không thấp so với một số ngành nghề khác, nhất là giáo viên ở các vùng có điều kiện thuận lợi, dạy chính dạy thêm thu nhập tốt hơn rất nhiều đối tượng khác. Nhà nước nên dành nguồn lực cho các đối tượng khó khăn hơn. Liên quan đến đề xuất trên, trả lời báo chí, ông Vũ Minh Đức, cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lý giải, trong quá trình xây dựng các nội dung cho dự thảo luật nhà giáo, ban soạn thảo tiếp nhận ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các chuyên gia, lực lượng. Trong các ý kiến đóng góp về chính sách ưu đãi cho đội ngũ nhà giáo lần này có nội dung mong muốn miễn học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của giáo viên đang công tác. Ông Đức nói, mục đích của chính sách này là nhằm tạo môi trường thuận lợi cho nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp, bên cạnh xây dựng các chính sách ưu đãi giúp nhà giáo có đời sống ổn định, yên tâm công tác cũng như thu hút được người giỏi vào ngành. Cũng theo ông Đức, việc miễn học phí nếu thực hiện cũng chỉ dành cho cấp trung học phổ thông, bởi vì hiện nay học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở nhiều địa phương đã được miễn học phí theo quy định tuy nhiên khi đề xuất của bộ đã dẫn đến nhiều ý kiến khác nhau cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý nói rằng với tinh thần cầu thị ban soạn thảo luôn lắng nghe ý kiến của các nhà giáo dư luận xã hội cũng như các cơ quan chức năng để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật nhà giáo đảm bảo tính phù hợp khả thi đảm bảo mặt bằng chung đối với các ngành nghề khác tránh tạo ra sự bất hợp lý trong chế độ chính sách nhà giáo so với những viên chức ngành nghề khác dù nhà giáo là viên chức đặc biệt, công việc có tính chất đặc biệt. Ông Đức nói, chúng tôi sẽ giả soát các nội dung của dự thảo và có tính toán thêm phù hợp với điều kiện thực tiễn kinh tế xã hội chúng ta để nội dung đưa ra không trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Ngày 11 tháng 10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép hàng trăm khẩu súng các loại qua mạng xã hội, Trước đó, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng DPQ 25 tuổi trú thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long đang tàng trữ 4 khẩu súng, phụ kiện và đạn bên trong các gói hàng tại một bưu cục thuộc quận Thanh Khê Đà Nẵng. Khám xét khẩn cấp nhà của quy, cơ quan công an đã thu giữ thêm 4 khẩu súng và đạn các loại. Công an xác định số đơn hàng trên là của HVNP 30 tuổi, chú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Tiến hành triệu tập và khám xét khẩn cấp tại nhà của đối tượng P, tiếp tục phát hiện thu giữ 9 khẩu súng, phụ kiện và đạn các loại. Khai nhận với cơ quan công an, HVNP cho biết khoảng tháng 7 năm 2023, P nảy sinh ý định bán súng để kiếm thêm thu nhập nên đã đặt mua các loại súng, phụ kiện và đạn trên mạng. Sau đó, đối tượng tạo lập kênh YouTube tài khoản Zalo có tên là Chim Sẻ và Dâu Tây để đăng tải các video quảng cáo và trao đổi việc bán các loại súng. Khi có người đặt hàng, P sẽ phân chia các thiết bị ra nhiều gói hàng rồi đưa cho Quy và PGB, 25 tuổi, trú tại Đà Nẵng, chở các gói hàng tới các bưu cục trên địa bàn thành phố để chuyển cho khách hàng. Được biết, từ tháng 7 năm 2023 đến khi bị cơ quan công an phát hiện, các đối tượng đã đặt mua và bán lại cho người khác hơn 100 khẩu súng các loại. Trước đó, vào tháng 6 năm 2024, Công an Đà Nẵng cũng đã phát hiện một gói hàng bên trong chứa một khẩu súng ngắn quân dụng. Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định khẩu súng trên được gửi theo xe khách từ bến xe nước ngầm Hà Nội đến bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng. Tiến hành xác minh, cơ quan công an đã triệu tập làm việc với người nhận gói hàng trên là LVB, 19 tuổi, chú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế qua làm việc, B khai nhận đã liên hệ với tài khoản Facebook Huy Nguyễn và Telegram HCC Destiny để đặt mua khẩu súng trên với giá 2 triệu đồng nhằm mục đích phòng thân. mở rộng điều tra, cơ quan công an tiến hành bắt quả tang NHDK, chú phường Bình trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ thêm một khẩu súng quân dụng tại cơ quan công an. Ca khai nhận. Khoảng đầu năm 2023, NCT chú huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang lên mạng đặt mua hai khẩu súng ZP5 kèm theo hai bộ linh kiện để về tự độ chế thành súng quân dụng với giá 2 triệu đồng mỗi cây. Do chưa có thời gian nên T chưa độ chế hai khẩu súng này. T đưa hai khẩu súng cùng hai bộ linh kiện trên và máy mài cho NHDK để về tự độ chế, đồng thời hướng dẫn K lên mạng tham khảo các video trên YouTube sau khi nhận được hàng, NHDK đem về phòng trọ của bạn là TVK ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội để cất giấu và tiến hành độ chế một khẩu hoàn chỉnh. do cần tiền tiêu xài, ca lên mạng đăng bán khẩu súng đã độ chế và gửi theo đường xe khách liên tỉnh vào Đà Nẵng cho LVB tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng NCT tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Công an thu giữ một số tăng vật gồm hai khẩu súng ngắn hoàn chỉnh, một khẩu súng dài hoàn chỉnh, một khẩu súng chưa hoàn chỉnh, 590 viên đạn các loại và các loại phụ kiện thiết bị như ống nhòm, bệ đỡ, dầu bôi trơn, bộ máy máy, thuốc súng, phụ kiện chế tạo. Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để điều tra làm rõ. Mới đây, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký quyết định về việc tăng giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt. Theo đó, từ ngày 1 tháng 11 tới, giá vé xe buýt tại Hà Nội sẽ tăng trung bình lên tới 40% nhằm đáp ứng chi phí vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ. Cụ thể, giá vé lượt của xe buýt Hà Nội ở cự ly dưới 15 km tăng từ 7.000 lên 8.000 đồng, từ 15 km đến dưới 25 km tăng từ 7.000 đến 10.000 đồng. Từ 25 km đến dưới 30 km tăng từ 8.000 lên 12.000 đồng, từ 30 km đến dưới 40 km tăng từ 9.000 lên 15.000 đồng và từ 40 km trở lên tăng từ 9.000 lên 20.000 đồng, tăng 55%. Đặc biệt, mức tăng trung bình của vé tháng lên tới 40%, học sinh sinh viên công nhân khu công nghiệp đi một tuyến là 70.000 đồng, hiện là 55.000 đồng, lên tuyến 140.000 đồng, hiện là 100.000 đồng. Vé mua theo hình thức tập thể không ưu tiên đi một tuyến 100.000 đồng, hiện là 70.000 đồng. Liên tuyến 200.000 đồng, hiện là 140.000 đồng. Người có công, người cao tuổi 60 tuổi trở lên, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo tiếp tục được miễn tiền vé xe buýt. Các đối tượng khác, vé một tuyến là 140.000 đồng, hiện 100.000 đồng. Vé liên tuyến 280.000 đồng, hiện 200.000 đồng. Theo thống kê, Hà Nội có 153 tuyến xe buýt đang khai thác. Trong đó có 128 tuyến trợ giá, 9 tuyến không trợ giá, 13 tuyến buýt kế cận và 3 tuyến City Tour. Giai đoạn 2015 đến 2019, thành phố đã trợ giá trung bình 1,371 tỷ đồng một năm và tăng dần vào từng năm sau đó, riêng vào năm 2022 trợ giá lên đến 2.991 tỷ đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ năm 2014 đến nay, thành phố đã không điều chỉnh nên giá vé đang thấp so với mặt bằng thu nhập người dân cùng với các yếu tố đầu vào phục vụ cho hoạt động xe buýt như giá nhiên liệu, tiền lương tăng cao so với trước đây. Chi phí cho hoạt động vận tải công cộng đã tăng gần 50% so với năm 2014, nên việc tăng giá là hợp lý và cần thiết. Chiều 10 tháng 10, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi đối thoại với các nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các dự án công trình lớn trên địa bàn. Ông Dũng khuyến khích doanh nghiệp đề cập thẳng thắn khó khăn, vướng mắc trong thực tế, không sợ mất lòng trước chủ đầu tư, ngành chức năng, bởi mong muốn giải quyết vướng mắc doanh nghiệp cũng là thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Trình bày với lãnh đạo tỉnh, nhiều doanh nghiệp cho rằng đang trong quãng thời gian chật vật khó khăn bủa vây từ khan hiếm vật liệu thủ tục dườm già thời gian kéo dài chênh lệch quá cao giữa mức giá vật liệu nhân công mà sở ngành công bố so với giá thực tế khiến công trình bị đội vốn gây lỗ khó khăn trong tiếp cận vốn vay ông Trần Phú Hòa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Trung Trung Bộ cho hay hiện nay có sự chênh lệch mức giá mà sở ngành công bố và thực tế ông Hòa dẫn chứng đơn vị đang thi công công trình tại huyện miền núi Phước Sơn Thực tế giá nhân công thông thường hiện nay đã 500.000 đến 600.000 đồng một ngày công, chênh lệch từ 300.000 đến 400.000 so với giá như hồ sơ dự toán. Giá đất theo hồ sơ dự toán là 363.000 đồng một mét khối, nhưng thực tế mua tại Phước Sơn đã lên tới 517.000 đồng một mét khối, chênh lệch rất lớn. Vật liệu cát tại địa bàn huyện không có mỏ nên phải mua cát từ Đại Lộc, Nam Giang đưa lên thì giá đội lên. Các yếu tố đó khiến công trình thi công đều bị lỗ liên quan vấn đề tranh lệch giá ông huỳnh ngọc bá phó giám đốc sở xây dựng cho hay về mặt quản lý nhà nước sở xây dựng và sở tài chính không có cơ sở để công bố giá theo phản ánh của các nhà thầu sở xây dựng tại nhiều cuộc họp đã đề nghị doanh nghiệp lấy hóa đơn của người bán cung cấp để phối hợp để ra giá thực tế có tình trạng như doanh nghiệp phản ánh cung cấp được bằng chứng đề nghị công an quản lý thị trường vào cuộc xử lý theo hình thức trốn thuế ông bá nói Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho rằng, lỗi của cơ quan nhà nước là không tăng cường kiểm tra giám sát, quy trình đúng nhưng thực tế còn bất cập, thì phải tìm ra nguyên nhân căn cơ. Ông Dũng yêu cầu thời gian tới, ngành chức năng vào cuộc nghiêm. Nếu phát hiện công ty nào khai thác cắt sỏi gian dối, mua bán hóa đơn, in hóa đơn giá thấp, bán giá cao, thì đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi giấy phép. Chủ tịch Quảng Nam chia sẻ với những khó khăn, bày tỏ cảm kích. Khi giữa vô vàn khó khăn, doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì. Tôi yêu cầu thời gian tới cần phải làm tốt hơn nữa công tác đấu thầu, phải thật công khai minh bạch, các doanh nghiệp có cơ hội như nhau, không có chuyện sân trước sân sau, không có cá nhân vụ lợi, ông Dũng khẳng định. Đồng thời tập trung khắc phục tình trạng thiếu vật liệu, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt để chống đầu cơ thổi giá, găm giá. Chủ đầu tư cũng phải công tâm, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tuyệt đối không được gây khó dễ, ưu ái nhà thầu này, làm khó nhà thầu kia, không để ngầm hồ sơ. Nếu phát hiện cán bộ sai phạm, nhũng nhiễu, phải xử lý thật nghiêm, ông Dũng chỉ đạo. Cơ quan chức năng huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện hai xe ô tô kéo theo rơ móc, chở hàng chục thùng phi nhựa đựng chất lỏng màu xanh, có dấu hiệu đổ xuống suối khiến nước đổi màu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 10 tháng 10, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuân Lộc nhận được tin báo của nhân dân về việc tại suối cầu 4 nước đổi màu xanh nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra. Tại hiện trường, tổ kiểm tra phát hiện tại suối cầu 4 thuộc địa phận ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú có hiện tượng nước đổi màu xanh và trên đường song hành với cao tốc CT01 có một xe ô tô đầu kéo 60F00853 kéo rơ móc biển số 60R07102 do tài xế là ông Trương Văn Anh điều khiển. Ông Trương Văn Anh khai nhận khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10, điều khiển xe ô tô đầu kéo này chở theo thùng hàng được kẹp trì niêm phong xuất phát từ cảng cắt lái quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Xuân Lộc theo sự phân công của chủ xe. Tiếp tục kiểm tra đi theo thượng nguồn suối cầu 4 khoảng 1 km thuộc địa phận ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, phát hiện tại đường song hành cao tốc CT01 có xe cầu biển số 60C32194 do ông Lê Thanh Tú điều khiển, đang cẩu thùng phi nhựa chứa chất lỏng màu xanh từ trên thùng hàng xe ô tô đầu kéo biển số 60H11273 kéo rơ móc biển số 60RM00087 xuống để xả ra môi trường, hệ thống mương đường CT01 phía bên phải theo hướng Bắc Nam qua kiểm tra xe ô tô đầu kéo 60f00853 kéo rơ móc biển số 60r07102 và xe ô tô đầu kéo biển số 60h11273 kéo rơ móc biển số 60rm00087 có các thùng phi nhựa khung sắt dung tích chứa 1.000 lít trên một thùng với số lượng 20 thùng mỗi xe trong đó phát hiện 22 thùng phi nhựa khung sắt đã được cẩu xuống đường có 7 phi nhựa đang chứa đầy chất lỏng màu xanh, 2 phi nhựa còn chứa khoảng 1 phần 3 chất lỏng màu xanh và 13 phi nhựa không còn chất lỏng màu xanh. Trên thùng xe Romox, biển số 60RM00087, đang còn 18 thùng phi, trong đó 16 thùng chứa đầy chất lỏng màu xanh và 2 thùng phi đã giả chất lỏng màu xanh. Đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ các đồ vật, phương tiện có liên quan trong vụ việc và mời người có liên quan về trụ sở làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc trên. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tiến hành thực hiện khoanh vùng tác động đến môi trường trong trường hợp đây là chất thải nguy hại được xả thải. Qua đó đề nghị Ủy ban nhân dân xã Xuân Phú, Suối Cát thông tin khuyến cáo đến người dân không sử dụng nguồn nước mặt đã bị lan truyền chất thải nói trên vào mục đích sinh hoạt cũng như nông nghiệp để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như thiệt hại về cây trồng, vật nuôi cho đến khi có thông tin chính thức từ phía cơ quan chức năng. Ngày 11 tháng 10, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Bous Mostaz Hossein, 50 tuổi, quốc tịch Iran về tội trộm cắp tài sản. Công an quận 1 đang củng cố hồ sơ để chuyển giao cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 27 tháng 9, ông DS, 39 tuổi, quốc tịch Nga, cùng vợ đến cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 để mua sắm. Lúc ông DS đứng ở quầy trưng bày rượu vang thì Pous đến nói chuyện về việc phân biệt đô la Mỹ cũ và mới. Pous nói mình không phân biệt được và ngỏ ý muốn xem đồng tiền rúp của Nga. Ông DS lấy sắp tiền đưa cho Pous xem. Sau đó, Pous tự ý lấy thêm sấp tiền đô la Mỹ khác bên trong ví tiền của ông Dmitry Strzakov ra, đếm rồi lại trả lại tiền và rời đi. Một lúc sau, vợ chồng ông DS kiểm tra thì phát hiện bị mất 25 tờ tiền mệnh giá 100 đô la Mỹ, 3 tờ tiền mệnh giá 100 euro, 1 tờ tiền mệnh giá 50 euro. Nghĩ bị dở cho ảo thuật lấy tiền nên ông DS đến cơ quan công an trình báo. Khi nhận tin báo, công an quận 1 đã lấy lời khai của những người liên quan và trích xuất camera an ninh tại cửa hàng, xác định Pous là kẻ trộm cắp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng được Pô đang ở thuê tại trung cư trên đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức. Theo thông tin từ Công an huyện Con Plong, tỉnh Con Tum cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm kiếm và đưa người phụ nữ bị lạc trong rừng 4 ngày về nhà an toàn. Trước đó, vào ngày 7 tháng 10, Công an xã Hiếu, huyện Con Plong nhận được thông tin về việc chị Y Nhựa, sinh năm 1988, chú thôn Con Plinh, xã Hiếu, huyện Con Plông, đi tìm kiếm thảo dược bị lạc ở cánh rừng thuộc tiểu khu 500, địa phận thôn Con Plinh, xã Hiếu, sau đó mất liên lạc với người thân. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng hơn 100 người dân tổ chức tìm kiếm tại cánh rừng thuộc tiểu khu 500, khu vực lân cận và xung quanh Thủy Điện Đắc Rè. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, thời tiết mưa lớn, sương mù dày đặc, gió to, đường dốc cao, chân trượt, người bị lạc có tiền sử bị câm, điếc nên công cuộc tìm kiếm rất khó khăn. Đến 10 giờ sáng ngày 9 tháng 10, lực lượng chức năng tìm thấy chị Y Nhựa tại khu vực phía bắc tiểu khu 500, địa phận giáp danh giữa xã Hiếu và xã Ba Sa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, trong tình trạng kiệt sức và sợ hãi thời gian tới huyện Comp Long vào mùa mưa bão kéo dài, công an huyện Comp Long khuyến cáo người dân hạn chế đến các khu vực thường xuyên được cảnh báo sạt lở, tránh nguy hiểm đến tính mạng. lực lượng tìm kiếm cung cấp đồ ăn thức uống, đưa chị Y nhựa đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe và đưa về gia đình. hiện tình trạng sức khỏe của chị Y nhựa ổn định. Theo ghi nhận tại hiện trường, công trình trụ sở phường Quảng Thọ là một dãy nhà 2 tầng, hiện đã hoàn thành phần thô phía ngoài trụ sở này vật liệu cát đá ngổn ngang còn phía trong được ngăn bởi hệ thống dây thép gai tuy vậy dọc hành lang và trong các phòng chức năng đầy rẫy phân bò bốc mùi nồng nặc trước cảnh hoang tàn lãng phí của công trình tiền tỷ này người dân địa phương rất bức xúc nhưng họ cũng không hiểu nguyên nhân do đâu trong lúc đó trụ sở cũ của phường quảng thọ hiện rất chật trội xuống cấp do xây dựng hàng chục năm trước giải thích nguyên nhân của việc công trình trụ sở đang xây dựng thì dừng dở dang Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quảng Thọ, Nguyễn Văn Hữu cho rằng, do vướng mắc trong thủ tục đất đai. Trước đây chúng tôi cho rằng diện tích đất xây dựng thuộc đất nông nghiệp 5% của phường. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại thì phát hiện đây là đất nông nghiệp đã quy chủ cho người dân đã sử dụng ổn định từ trước năm 2014. Theo quy định phải hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường cho người dân rồi sẽ tiếp tục thi công trở lại, ông Hữu nói. Ông Hữu cho biết trụ sở mới phường Quảng Thọ được quy hoạch trên diện tích 2 hecta, gồm khuôn viên và các dãy nhà làm việc cho cán bộ phường, hội trường, sân bóng truyền và hiện chỉ mới xây dựng công trình dãy nhà làm việc, có tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thị xã Ba Đồn hỗ trợ 6 tỷ đồng, phường đối ứng gần 9 tỷ đồng. Công trình khởi công từ năm 2022 và dừng thi công hơn một năm nay. Giải thích về phân bò đầy rẫy trong trụ sở mới, ông Hữu nói, thời điểm mưa lũ có hộ dân trên địa bàn kinh doanh bò số lượng lớn đã đưa bò vào đó nhốt tạm để tránh nên mới xảy ra hiện tượng phân bò vương vãi